Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của truyền hình Nhân dân. Xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình sáng nay. Chiều ngày 19 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và vận động cây mùa xuân Tết Quý Mão 2023 đến sự lễ phát động có lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và lãnh đạo tỉnh an giang Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị để lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 và vận động cây mùa xuân Tết Quý Mão 2023 của tỉnh được lan rộng thì các cấp chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn xã hội. Tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận bản đăng ký ủng hộ của 18 đơn vị với số tiền trên 170 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban vận động quỹ vì người nghèo, Đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, ban đã tiếp nhận tổng giá trị trên 232 tỷ đồng và đã chi trên 199 tỷ đồng giúp cho nhiều trường hợp thoát nghèo bền vững. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết là thời gian qua, việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đợt 2 được toàn ngành triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng. Triển khai gói hỗ trợ theo quy định của nghị quyết số 24 về tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn, từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, hiện cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với 365.215 người lao động với số tiền trên 1.034 tỷ đồng. Trong số này đã chi trả hỗ trợ cho 362.522 người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ theo quy định với tổng số tiền chi trả hơn 1.028 tỷ đồng. Hiện còn 2.693 người lao động thuộc đối tượng đã nộp hồ sơ và được cơ quan giải quyết hưởng theo quy định nhưng chưa nhận hỗ trợ với số tiền tương ứng hơn 5,67 tỷ đồng. Nguyên nhân do người lao động chưa đến cơ quan nhận hỗ trợ, số tài khoản người lao động cung cấp sai nên việc chi trả chưa thực hiện được. Đối với các trường hợp này, người lao động sẽ nhận được hỗ trợ ngay sau khi cung cấp lại thông tin số tài khoản hoặc đến nhận tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngày 19 tháng 9, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 78 của chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 3,07%, hộ cận nghèo là 3,48% theo tiêu chí đa chiều. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng, giúp trên 82.000 hộ thoát nghèo. Ninh Bình đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 2 phần 3 so với đầu nhiệm kỳ, tương ứng với mỗi năm giảm 1.600 hộ, đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đem lại nhiều tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nghị quyết số 78 của Chính phủ. Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Con Tum phối hợp với huyện Tum Rông, tỉnh Con Tum vừa trao tặng 10.000 cây sâm ngọc linh giống cho các hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện do những diễn biến thất thường của thời tiết sâu bệnh đã khiến cho hàng nghìn cây sâm trên địa bàn huyện tu Mờ rông bị chết thiệt hại hàng chục tỷ đồng hoạt động trao tặng giống cây sâm ngọc linh là hết sức ý nghĩa thiết thực và nhằm hỗ trợ các hộ dân có nguồn giống ổn định trồng cũng như thay thế cho những cây sâm chết chưa có giống bổ sung và giúp cho họ vươn lên thoát nghèo được biết là hàng năm công ty đều trao tặng hàng nghìn cây sâm ngọc linh giống cho các hộ dân nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính thành phố bố trí nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục trang thiết bị sách giáo khoa giúp học sinh không có đủ điều kiện có thể mua sách mượn cũng như là sử dụng. Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, sau 2 tuần bước vào năm học mới đã có 99,5% học sinh thành phố trang bị đủ sách giáo khoa, còn khoảng 7.000 học sinh chiếm 0,5% chưa có sách giáo khoa, ở các khối lớp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính thành phố bố trí nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục trang bị sách giáo khoa giúp học sinh không có đủ điều kiện để mua sách mượn và sử dụng thành phố cũng đề nghị ngành giáo dục và các nhà trường phát huy sự năng động sáng tạo trong tổ chức các hoạt động dạy học tiếp tục cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số tổ chức các hoạt động giáo dục hợp lý để nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới Ngày 19 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sữa học đường từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026. Tổng kinh phí để thực hiện là hơn 151 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Đối tượng áp dụng sữa học đường là trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, mỗi ngày trẻ được uống một hộp sữa 180ml, uống 5 lần một tuần trong thời gian đủ 9 tháng trong năm học, tổng kinh phí thực hiện hơn 151 tỷ đồng, trong đó kinh phí mua sữa khoảng 150 tỷ đồng. Chương trình nhằm tăng thêm nguồn dinh dưỡng, an toàn, hợp lý, lành mạnh, bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh, đặc biệt là đối với trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực 1, 2, 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện đang thiếu vaccine DPT, phòng bệnh bạch hầu, ho gà và uốn ván để tiêm nhắc lại cho trẻ đủ 18 tháng tuổi và vaccine sởi để tiêm cho trẻ đủ 9 tháng tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng và dẫn đến hơn 10.000 trẻ em chưa được tiêm hai loại vaccine này. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai cho biết vaccine dùng trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm nay là lượng vaccine còn lại được Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cấp từ năm 2021. Năm 2022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã trình nhu cầu sử dụng các loại vaccine nhưng chưa được cung ứng. Vaccine DPT đã hết từ tháng 5 năm 2022, Tổng số trẻ chưa được tiêm vaccine này trên địa bàn tỉnh là 6.710 trẻ. Cùng với đó, từ đầu tháng 9, vaccine phòng bệnh sởi cũng đã hết, khiến 3.866 trẻ chưa được tiêm. Theo thống kê, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều đạt trên 95%. Tất cả cán bộ y tế cơ sở thường xuyên được tập huấn chuyên môn, đáp ứng đầy đủ quy định, bảo đảm an toàn. Kính thưa quý vị, việc thu hút nguồn nhân lực y tế là các bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên chất lượng cao, vốn dĩ đã khó. Nhưng để giữ chân họ ở lại lâu dài với tuyến dưới lại càng khó hơn, đặc biệt là ở khu vực miền núi. Rất nhiều nơi luôn trong tình trạng thiếu bác sĩ khiến cho công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao phần nào bị cản trở. Đường đi nó hơi khó khăn, rồi đường xa, xa nhà. Tôi cũng cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhiều về nhân lực của trạm thì hiện tại là đang có 6 nhân viên nhưng mà thiếu nữ hộ sinh với để dược nên là cũng khó khăn trong công tác khám chữa bệnh. Về cơ sở vật chất thì trạm hiện tại là cơ sở thì cũng xây dựng từ 2012 rồi nên là cũng xuống cấp về nước sinh hoạt lãnh đạo bộ tài chính vừa cho biết là chính phủ đang chỉ đạo bộ này nghiên cứu giảm thêm thuế đối với xăng dầu gồm thuế vat thuế tiêu thụ đặc biệt để trình quốc hội tại kỳ họp sắp tới Thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đã giảm về kịch khung từ đầu tháng 7, Bộ Tài chính cho biết sẽ chủ động trong các giải pháp tài khóa để có các phương án kịch bản đa dạng ứng phó với tất cả các tình huống diễn biến bất thường. Việc này nhằm linh hoạt ứng phó với các tình huống giá năng lượng xăng dầu biến động mạnh mẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Theo hiệp hội mía đường Việt Nam năm 2022, tình hình buôn lậu đường cát qua biên giới diễn biến phức tạp, thể hiện qua số lượng đường cát nhập lậu vào Việt Nam tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đường trong nước. Cụ thể từ đầu năm đến nay đã có khoảng trên 441.219 tấn đường nhập lậu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam. Hiện tình hình buôn lậu đường vào Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. xin được chuyển sang phần tin thế giới trong hai ngày là ngày 17 và ngày 18 tháng 9 lực lượng cảnh sát Campuchia đã đồng loạt ra quân truy quét và chấn áp nạn cờ bạc bất hợp pháp trên cả nước đặc biệt là tại tỉnh Preah và thủ đô Phnom Penh kết thúc chiến dịch truy quét các sòng bạc bất hợp pháp trên toàn quốc lực lượng cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hơn 500 người nhiều nhất là ở thành phố Preah Tại đây, các lực lượng cảnh sát đã đột kích công ty giải trí quốc tế Boeing Chang, phát hiện hoạt động đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp và bắt giữ hơn 400 người nước ngoài. Còn trên địa bàn thủ đô, các lực lượng chức năng và chính quyền Phnom Penh cũng đã ra quân truy quét 23 địa điểm đánh bạc bất hợp pháp, bắt giữ gần 100 người. Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh, không thể dung túng cho nạn đánh bạc và ra lệnh đóng cửa ngay tất cả các cơ sở kinh doanh có hoạt động đánh bạc bất hợp pháp. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa công bố chính sách kho vận quốc gia nhằm giải quyết những thách thức mà ngành vận tải đang phải đối mặt và đồng thời giảm chi phí kho vận cho các doanh nghiệp từ 13 đến 14% xuống mức một chữ số. <laughs> Thủ tướng Narendra Modi cho biết mục đích của việc ra mắt chính sách kho vận quốc gia là nhằm đẩy nhanh việc giao hàng ở trạng cuối, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Công suất của các cảng Ấn Độ đã tăng lên và thời gian quay vòng của container giảm xuống còn 26 giờ so với 44 giờ trước đây, ấn độ hiện là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới và đang nổi lên như một trung tâm sản xuất của thế giới với mong muốn hỗ trợ tăng trưởng nhanh hơn sau hai năm đại dịch chính sách kho vận quốc gia sẽ hợp lý hóa các quy tắc và giải quyết những hạn chế về nguồn cung cũng như đưa ra lộ trình giảm chi phí nhiên liệu và hạ giá thành kho vận trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây của đài CBS, tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đại dịch COVID-19 đã kết thúc ở nước này, song ông cũng thừa nhận là đại dịch COVID-19 vẫn còn là vấn đề đối với nước Mỹ. Hiện tại, chính phủ Mỹ vẫn chỉ định COVID-19 là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã điều chỉnh các hướng dẫn về ngăn ngừa COVID-19 và sẽ tập trung vào việc giảm các ca bệnh nặng do COVID-19. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 97 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1 triệu trường hợp tử vong do căn bệnh này. Hơn 14,6 triệu trẻ em Mỹ có kết quả dương tính với COVID-19 kể từ đầu đại dịch. Hơn 340.000 ca mắc mới COVID-19 đã được ghi nhận trong 4 tuần qua tại Mỹ. Người dân thành phố Montreal của Canada, yêu mến con đường Rue Wellington, hẳn sẽ rất tự hào khi mà con phố này đã được vinh danh là con phố chất nhất trên thế giới theo kết quả bình chọn vừa được tạp chí Time Out thực hiện với sự tham gia của hơn 20.000 người trên thế giới. Rue Wellington là một trong 10 con phố đi bộ duy nhất ở Montreal trong mùa hè. Nơi đây tràn ngập các hoạt động mà mọi người đều yêu thích như nhạc sống, lễ hội múa dối hay xích đu miễn phí. Khu phố này còn là điểm hẹn của những quán bar phục vụ thứ cốc tai hủy diệt, trải nghiệm một lần và nhớ mãi. Cùng các nhà hàng nổi tiếng với món bánh mì kẹp ngon nhất thành phố và thậm chí có cả một bãi biển đầy cát giữa lòng đô thị. Rue Wellington cũng là con phố duy nhất của Canada lọt vào danh sách những địa danh chất nhất thế giới do tạp chí Time Out bình chọn. Mặc dù không chiếm vị trí số một, Mỹ có số lượng đông đảo nhất các con phố lọt vào danh sách này, gồm Kale Oiko ở Myanmar, McDogan của New York và đại lộ Wentworth ở Chicago, cùng với Rue Wellington, top 3 con phố chất nhất thế giới do Thama bình chọn còn có phố Rochus ở Melbourne, Australia, Great Western Road ở Glasgow, nước Anh. Bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra hôm nay. Ngày 19 tháng 9, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo luật giá sửa đổi, trong đó vẫn duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trước đó, khi lấy ý kiến luật này, Bộ Tài chính từng đề nghị bỏ quỹ này theo bài viết được đăng tải trên báo Tuổi trẻ giải trình thêm bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết qua đánh giá tác động thì thời gian qua quỹ này mang lại lợi ích và tác dụng rất lớn trong điều hành giá xăng dầu nhất là khi giá biến động lớn. Bình ổn giá xăng dầu tuy chỉ là một công cụ còn có thuế phí điều tiết, nguồn cung, giảm chi phí này hay là chi phí khác nhưng thuế phí chỉ có thể giảm trong ngắn hạn, do đó quỹ bình ổn xăng dầu vẫn là một công cụ điều tiết giá hợp lý. Thưa quý vị, nằm trong loạt bài viết khơi thông nguồn lực đất đai, báo Nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài 1 để thật sự thiết thực, hiệu quả luật đất đai ở nước ta qua nhiều lần ban hành và sửa đổi phù hợp với dòng chảy lịch sử phát triển của đất nước tuy nhiên từ thực tiễn thì phát triển nhiều năm qua cho thấy là chính sách pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế bất cập do vậy yêu cầu đặt ra đối với lần sửa đổi bổ sung luật đất đai hiện hành có ý nghĩa rất quan trọng tác động rộng lớn mọi mặt đời sống đã và đang được cử tri nhân dân hay cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm trong khi đó, theo thống kê của Bộ Y tế thì số lượng nhân viên y tế thôi việc nghỉ việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 trên cả nước là 9.680 người. Theo bài viết được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết, bên cạnh những ý kiến bất bình trước thu nhập ít ỏi của cán bộ nhân viên y tế so với những gì họ đem lại thì cũng không ít ý kiến trái chiều vẫn mang quan niệm làm bác sĩ sẽ mở phòng khám sẽ có thu nhập cao tuy nhiên những người trong ngành thì khẳng định không phải bác sĩ chuyên ngành nào cũng có thể làm được như vậy ví dụ như bác sĩ chuyên khoa cấp cứu truyền nhiễm hoặc là bác sĩ trẻ điều dưỡng thì không thể làm thêm được gì cả chỉ trông chờ vào lương và phụ cấp do vậy cũng nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng cần phải tăng phụ cấp cho cán bộ y tế là việc không thể chập trễ Thưa quý vị, nước ta đang chuyển dần từ đánh bắt gần bờ sang nuôi trồng hải sản trên biển và đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu. Tuy vậy thì bài viết trên báo Nông thôn ngày nay có phân tích là để nuôi biển bền vững thì có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có thức ăn dinh dưỡng công nghiệp để thay thế thức ăn bằng cá tạp, gây ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Hiện nay đã có một số công ty tham gia sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nuôi biển với sản lượng là khoảng 40 đến 50.000 tấn một năm. Tuy nhiên thì sản xuất trong nước lại chưa đáp ứng được nhu cầu nên là hàng năm thì nước ta vẫn phải nhập khẩu khối lượng thức ăn thủy sản khá là lớn từ 140.000 tới 150.000 tấn. Mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng 100.000 lượt khách đi và đến, nhưng theo ghi nhận trên báo giao thông, trên mỗi chuyến xe buýt lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tình trạng xe cá nhân, xe taxi hay xe công nghệ hoạt động quá nhiều trong một không gian chật hẹp và khiến cho công tác quản lý rất khó khăn và dẫn đến tình trạng lộn xộn từ trong ra đến ngoài. Để thu hút hành khách đi xe buýt tân sân nhất, thì nhiều ý kiến cho rằng cần phải thay đổi thời gian xe buýt dừng chờ khách hoặc tăng tần suất hoạt động nhiều hơn. Về lâu dài, cần phải có những chính sách đồng bộ hơn để xe buýt hoạt động hiệu quả như là mong muốn. Áp lực về xử lý rác thải tại thủ đô Hà Nội đang ngày càng lớn do các nhà máy sử dụng công nghệ cũ cho thấy dấu hiệu quá tải, không đủ để đáp ứng khối lượng rác phát sinh và dẫn đến ồn tắc cũng như là ô nhiễm. Chính vì vậy, với cái nhu cầu này thì theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, thành phố Hà Nội đang gấp rút yêu cầu hoàn thiện và đưa vào hoạt động đối với các nhà máy điện rác. Còn theo các chuyên gia thì việc sớm đưa các dự máy, dự án nhà máy điện rác vào hoạt động thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề còn đang tồn tại. Cụ thể là với năng lực xử lý hàng nghìn tấn rác mỗi ngày, tình trạng ùn ứ, tắc rác đang diễn ra ở các bãi tập trung Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn hay là khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn gặp sự cố thì sẽ được giảm triệt đề và giúp hạn chế ô nhiễm môi trường cục bộ, mất mỹ quan hay là ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong khi đó, nhà máy nước Phước Nam tỉnh Ninh Phước và huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận thì trị giá 230 tỷ đồng xây dựng hơn 10 năm qua, thế nhưng mà không có cơ quan nào nhận quản lý chính thức. Theo phản ánh được đăng tải trên báo lao động, thì xuyên suốt mục tiêu khi mà xây dựng nhà máy nước Phước Nam đó là dùng nguồn nước sông Dinh về để xử lý và sau đó thì cung cấp nước thô cho khu công nghiệp Phước Nam và dốc hầm Cà Ná. Tuy nhiên cả hai khu công nghiệp này thì không hề có nhu cầu lấy nước thô bởi vì có quá ít doanh nghiệp đầu tư và hoạt động. Xong chừng ấy năm vô chủ, tỉnh Ninh Thuận mới đây mới lên kế hoạch bán đấu giá để thu hồi tiền nhà nước đầu tư. Quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Tiếp nối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin đầy hấp dẫn khác cùng với phần trình bày của biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn. Thị trường thép nhiều tín hiệu phục hồi sau giai đoạn giảm sâu kéo dài. Động thái áp thuế tạm dừng xuất khẩu gạo tấm của Ấn Độ khiến thị trường lúa gạo biến động. Sẽ không đóng khung thời hạn sở hữu nhà trung cư 50-70 năm. Đây là những thông tin chính đã được truyền tới quý vị trong mục nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. bên cạnh độ bao phủ vaccine covid cao hiện số lượng khách hàng tầng lớp trung lưu và thượng lưu ngày càng tăng đi kèm với quá trình đô thị hóa nhanh tại thành phố lớn đang tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về nhà ở tại việt nam sự xuất hiện của phân khúc bất động sản chăm sóc sức khỏe loại hình còn rất mới mẻ tại việt nam cũng sẽ mở ra những cơ hội lớn Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt tới bất động sản nhà ở và văn phòng. Xu hướng này đến từ nhu cầu của khách hàng ngày một cao, trong khi các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có giá bán vẫn hợp lý khi so sánh với thị trường lân cận như Singapore, Thượng Hải, Thâm Quyến. Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong quý 4, bởi theo thông lệ, đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ. Hiệp hội thép Việt Nam dự báo nguồn cung bất động sản hồi phục và chính sách đẩy mạnh đầu tư công sẽ là động lực lớn giúp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ thép. Giải ngân vốn đầu tư công của Việt Nam sẽ tăng tốc sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 hoàn thành giai đoạn phê duyệt thủ tục. Tuy nhiên, các nhà sản xuất cũng cần lưu ý về sản lượng bởi lượng thép tồn kho vẫn còn cao. Hiện giá thép trong nước đang giữ đà ổn định sau 3 phiên tăng liên tiếp Kể từ 31 tháng 8 đến nay, với tổng mức tăng là hơn 2 triệu đồng một tấn. Trong những ngày qua, động thái áp thuế và tạm dừng xuất khẩu gạo tấm của Ấn Độ đang khiến thị trường gạo thế giới biến động mạnh, trong đó có Việt Nam. Một tuần nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng mạnh. Hiện giá gạo 5% đã ở mức 400 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm và 100% tấm ở mức 378 đô la Mỹ một tấn và 383 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo xuất khẩu tăng cũng khiến doanh nghiệp thu mua lúa của nông dân với giá cao hơn, thị trường trong nước sôi động hơn. Đặc biệt các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gạo tấm và gạo dài không thơm ra thị trường châu Phi và Trung Quốc có nhiều cơ hội tìm kiếm khách hàng mới vì từ trước tới nay gạo của Ấn Độ đang rất cạnh tranh với gạo Việt Nam ở phân khúc thị trường này. Một trong các phương án quy định thời hạn sở hữu trung cư được Bộ Xây dựng đưa ra là thời hạn sở hữu nhà trung cư được xác định căn cứ vào thời hạn sử dụng của công trình. Các công trình nhiều cấp khác nhau sẽ có thời hạn sử dụng khác nhau. Tuổi thọ thiết kế của công trình sẽ được nêu rõ trong hồ sơ thiết kế và các hồ sơ liên quan, có thể 50 đến 70 năm hoặc dài hơn tùy từng công trình cụ thể. Khi hết hạn sử dụng, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng công trình để có thể cho phép tiếp tục sử dụng hoặc phá dỡ để xây dựng lại. Hiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi vẫn đang được lấy ý kiến rộng rãi, nếu được thông qua theo kế hoạch, luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2022. Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch là tập trung khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường chính, huyết mạch, các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Để khắc phục và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt thành phố sẽ tập trung lập lại trật tự lòng lề đường, ưu tiên sử dụng lề đường về hè cho người đi bộ và bố trí trạm dừng đón trả khách cho xe buýt đồng thời thường xuyên khảo sát cập nhật các bất cập xử lý các điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh ưu tiên sơn kẻ đường biển báo đinh phản quang tiêu dẫn hướng đèn chiếu sáng tại các nút giao thông đông dân cư hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu trên đường cao tốc nhằm nâng cao điều kiện an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông để có cơ sở phối hợp công an thành phố thực hiện các giải pháp phân luồng điều tiết và tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tiễn Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất kéo dài thí điểm phân làn bằng giải phân cách cứng trên đường Nguyễn Trãi từ nay đến hết năm 2022 để đánh giá tình hình. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sau một tháng thí điểm, giao thông trên tuyến đường có cải thiện. Đặc biệt tại thời gian cao điểm buổi sáng, một bộ phận người tham gia giao thông đã có ý thức hơn đi đúng phần đường của mình khi lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Phương tiện xe buýt lưu thông thuận tiện đi đúng làn đường. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại bất cập như tình trạng xe máy đi vào làn của ô tô và ngược lại. Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm vẫn còn xảy ra tình trạng ùn ứ tại các khu vực gần các nút giao thông ngã tư Sở, Vũ Trọng Phụng, khu vực lối lên cầu vượt ngã tư Sở, các điểm quay đầu trên tuyến. Để đánh giá chính xác hơn nữa phương án thí điểm trong thời gian học sinh sinh viên đi học trở lại và thời điểm lưu lượng phương tiện gia tăng vào thời điểm cuối năm 2022, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cho tiếp tục triển khai thí điểm phương án trong thời gian 3 tháng, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12. Thưa quý vị, tại tỉnh Phú Yên, hàng trăm nắp hố ga, song chắn rác, nắp tủ điện cùng hàng nghìn mét dây điện của nhiều dự án khác nhau đã bị mất cắp. Sự việc gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân. Tại dự án bờ tả sông Ba thuộc thành phố Tuy Hòa và huyện Phú Hòa, hơn 1.000 mét dây điện, gần 500 nắp hố ga, song chắn rác đã bị lấy cắp trong thời gian gần đây, thiệt hại nhiều tỷ đồng cuối năm 2020 và trong 2021 và cái cao điểm nhất là đầu năm 2022 thì thì cái số lượng mất cắp nó diễn ra nhiều hơn và mật độ nó diễn ra nhiều hơn. Buổi tối thì người ta thường thường người ta đi thể dục cho nên là là, là rất dễ bị rơi rớt xuống hố và rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Tương tự hơn 100 chắn song rác, hàng chục mét dây điện tại khu đô thị mới Nam Phú Yên và cầu vượt đường sắt Nam thành phố Tuy Hòa cũng bị mất cấp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thời gian qua thì là xuất hiện hiện tượng là lấy nắp cả cái nắp hồ thú. Hiện tại là cái này là nằm trên cái mặt đường chính ấy. thì là cái vấn đề mà nó mất cái này sẽ nó sẽ ảnh hưởng rất nguy hiểm đến cái vấn đề tai nạn cái lưu thông. Và cả cái cả cái hồ này nó còn nắp nó ché sẵn mà nếu mà gập xé vào đây thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Không chỉ thiệt hại về kinh tế và chất lượng công trình, khi những nắp hồ ga sâu hơn 2 mét như thế này không còn. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nguy hiểm nhất đây lại là những khu vực đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại. Sự việc cần sớm được ngăn chặn, xử lý, bảo vệ tài sản nhà nước và tính mạng của người dân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trong ngày mới sáng nay của truyền hình nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.